Trailer của bom tấn Godzilla vs. Kong đã chính thức ra mắt vào đầu tuần vừa qua, đưa khán giả trở lại vũ trụ Monsterverse với rất nhiều gương mặt quen thuộc. Bao gồm cả siêu quái thú cổ đại lẫn những người liên quan từng góp mặt trong các phần phim trước. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận chiến giữa hai trong số tượng đài kinh điển nhất làng điện ảnh thế giới vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Song song với những phút giây hào hứng bởi những cảnh phim hành động cực mãn nhãn, đoạn trailer mới cũng đặt ra khá nhiều câu hỏi xoay quanh Godzilla, Kong cũng như toàn bộ thế giới quái vật rộng lớn này. Một trong số những thắc mắc lớn nhất về đoạn trailer này là vì sao Godzilla bỗng dở chứng đi phá sóng phá làng và đe dọa đến sự sống của nhân loại. Trên thực tế, vua quái vật vốn chỉ quan tâm đến sự cân bằng của thế giới và chống lại bất cứ thế lực nào đang âm mưu phá hỏng sự cân bằng ấy. Tuy nhiên, trong hai phần phim trước đây, Godzilla đã nhiều lần xuất hiện kịp thời và cứu sống những người vô tội, đặc biệt là các thành viên của Monad. Vì vậy, hành động lật mặt đầy bất ngờ trong đoạn trailer của nó đã khiến không ít khán giả phải kinh ngạc. Và lúc này, hy vọng duy nhất của nhân loại chính là chú khỉ đột khổng lồ đang trên đường tìm kiếm ngôi nhà thực sự của mình. Một số nhân vật, điển hình là Madison Yussel, Millie Bobby Brown, vẫn luôn tin tưởng Godzilla thực chất đang bị một thế lực xấu kích động và mượn tay nó để phá hủy thế giới. Đoạn trailer mới không nêu rõ thực chất thế lực này là ai, nhưng đó có thể là một nhà khoa học biến chất của Monad, hoặc nhóm khủng bố của Alan Rona, Charles Dancer, hoặc tổ chức bí mật APES mới xuất hiện. Và cũng không ngoại trừ khả năng Godzilla đang chịu ảnh hưởng bởi Orca, công nghệ có thể sử dụng để đánh thức, giao tiếp và điều chỉnh hành vi của các loại Titan. Bên cạnh đó, một số giả thuyết cho rằng con quái vật đang tàn phá thế giới thực chất là Metragolia, một con robot được mô phỏng lại theo vua quái vật. Theo công bố của IN, nam diễn viên Sun Oguri cũng sẽ tham gia bộ phim lần này với vai Gen Serirawa, con trai của tiến sĩ Ishiro Serirawa, người đã hy sinh trong King of the Monster khi sử dụng bom nguyên tử để giúp Godzilla hồi phục nhanh hơn. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi Gen lại tỏ ra không mấy thiện cảm với con quái vật này và tìm cách mượn tay Metragolia và Kong để hạ gục nó. Giả thuyết cuối cùng, Godzilla cảm thấy không yên tâm khi Kong được đưa khỏi đảo đầu lâu. Hành động này có thể khiến nó cho rằng trái đất sẽ bị mất cân bằng và vị trí ngôi vương của nó bị đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, nó mới nổi giận và tìm cách triệt hạ đối thủ. Tuy nhiên, giả thuyết này có vẻ không khả thi cho lắm, bởi theo đoạn trailer, Godzilla đã ra tay tàn phá các thành phố lớn trước, khiến nhân loại phải tìm đến Kong như một giải pháp cuối cùng. Những giây cuối cùng của trailer đã khiến khán giả phấn khích tột độ khi Kong, không biết lấy từ đâu ra, một chiếc diều vô cùng kỳ lạ có khả năng chặn đứng hơi thở nguyên tử nóng bỏng của Godzilla. Dựa trên một số chi tiết mà fan soi được, cộng với sản phẩm đồ chơi ăn theo mới ra mắt gần đây, chúng ta đã có được giả thuyết khá thuyết phục về chiếc diều này. Theo đó, món vũ khí mới của Kong được làm từ gai lưng của Godzilla. Những chiếc gai này luôn phát sáng xanh ngay trước khi Godzilla bắn ra luồng lửa dữ dội để thiêu rụi kẻ thù. Điều đó cho thấy chúng cũng góp phần trong việc tích trữ và điều tiết nguồn năng lượng khổng lồ phục vụ cho mỗi đòn tấn công của vua quái vật. Trong khi đó, Kong lại là một siêu thú có trí tuệ rất phát triển. Nó thừa hiểu để hạ gục Godzilla thì sức mạnh thể chất từ những cú đấm của mình là chưa đủ. Vì vậy, rất có thể chú tinh tinh khổng lồ đã bẻ gãy một chiếc gai lưng của kẻ thù và tự chế thành món bảo bối phòng thân của riêng mình. Đó là lý do vì sao chiếc diều này không bị luồng lửa của Godzilla đốt thành than, và cũng lý giải cho hiện tượng nó phát sáng ngay trước khi tiếp xúc với đòn tấn công của con quái vật nguyên tử. Trong một phân cảnh của trailer, chúng ta đã thấy một bản đồ thông tin khá phức tạp và tất cả đều liên quan đến các loại quái vật khổng lồ cổ đại. Một trong những thông tin này có gắn liền với cái tên APES, tổ chức làm việc trong lĩnh vực cybernetic điều khiển học. Rất nhiều cơ sở nghiên cứu của họ đã bị Godzilla tấn công, cho thấy giữa họ và vị vua quái vật có một mối liên kết không được tích cực cho lắm. Hiện tại, vai trò của APES trong bom tấn sắp tới vẫn còn là một ẩn số, nhưng không ngoại trừ khả năng họ chính là thế lực đã kích động Godzilla và khiến nó trở nên mất tự chủ. Sau công nghệ Orca, rất có thể nhiều nhà khoa học đã tìm cách chế tạo ra những thiết bị tương tự với âm mưu thu hút và điều khiển hành vi của các siêu quái vật khổng lồ. Và vì làm việc trong lĩnh vực cybernetic, APES cũng có thể chính là tổ chức đã chế tạo ra Metragolia, dẫn đến câu hỏi tiếp theo dưới đây. Metragolia, có lẽ chính con quái vật Toho nổi tiếng nhất vẫn chưa xuất hiện trong Monsterverse. Sau Ghidorah, Rodan và Mothra,
đây chính là cái tên đang được nhiều fan hâm mộ mong đợi nhất. Đó chính là lý do vì sao không ít người đã cực kỳ phấn khích khi Soja con Gorilla tấn công các thành phố ở đoạn đầu trailer thực chất là một con robot khổng lồ. Tuy nhiên, cảnh phim thuyết phục nhất cho thấy Metragolia sẽ góp mặt trong bom tấn này chính là khi Gen Serirawa đứng trước một màn hình điều khiển một con robot bí ẩn. Mặc dù chỉ thấy được phần chân, đuôi và một ít phần ngực của nó, nhưng fan hâm mộ vẫn tin rằng với hình dáng này, kích thước to lớn này, đây chắc chắn là Metragolia chứ không phải ai khác. Trong đoạn trailer có nhá hàng rằng một trong hai con quái thú này sẽ gục ngã trong trận chiến sắp tới, nhưng câu trả lời cho việc ai mới là người giành chiến thắng có lẽ còn phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của mỗi khán giả. Gorilla là vua quái vật, từng hạ gục Ghidorah và sở hữu hơi thở nguyên tử nóng bỏng mà bất cứ ai cũng phải run sợ. Trong khi đó, Kong lại sở hữu những cú đấm uy lực, trí thông minh vượt trội và cả một món vũ khí mới siêu lợi hại. Bằng một cách nào đó, Kong và Gorilla lại có cùng kích thước trong phần phim lần này. Vì vậy, kèo này đúng là rất khó đoán. Tuy nhiên, có một giả thuyết cho rằng cuộc chiến giữa Kong và Gorilla thực chất không phải là trận chiến quan trọng nhất trong bom tấn sắp tới. Chính thế lực thứ ba đứng đằng sau giật dây khiến Gorilla trở nên điên loạn mới là trùng cuối nguy hiểm nhất. Và Kong